Hey, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Sotaro, chuyên mục giải đáp thắc mắc. Và hôm nay là cái chuyên mục về nên bôi hay không bôi hồi dầu xì keo đấy anh em ạ, nhiều nơi gọi là xì keo ấy, trước khi mà chúng ta trát vữa lên một cái lớp bê tông. Đấy, hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em. Rất nhiều anh em xem cái video mà chúng tôi phun vữa ấy, thì là chúng tôi phun thẳng trực tiếp vào trong tường ấy, thì rất nhiều anh em phản ánh là tại sao không bôi hồi dầu đấy. Thì như thế này thì nó có nứt bột không? Đấy, thì anh em hôm nay tôi sẽ chi tiết cho anh em. Đầu tiên thì chúng ta hiểu là tại sao chúng ta phải bôi hồi dầu và hồi dầu nó có tác dụng như thế nào. Anh em hiểu là thứ nhất là khi mà chúng ta trát một cái lớp vữa lên cái lớp bê tông ấy, thì vì vữa và bê tông thì là nó là hai cái vật liệu và có cái độ co ngót khác nhau. Chính vì thế nên chúng ta phải cần một cái lớp hồi dầu nằm ở giữa để nó tăng cái độ bám dính giữa cái lớp bê tông và lớp vữa. Thường thì khi mà chúng ta vào cái giai đoạn mà tô trát tường anh em ạ, thì bê tông thường nó đã đạt cường độ rồi, có nghĩa là thường là bê tông là mác là 28 ngày là đã đạt được cường độ của nó rồi, nên là cái lúc đấy cái độ co ngót của bê tông nó không có cao nữa, mà chủ yếu là cái độ co ngót của vữa. Và nếu như anh em hình dung, nếu như đây là cái lớp bê tông và hôm đây là cái lớp vữa, mà nếu như không có cái độ cái một cái lớp tạo bám dính ở giữa, trung gian ở giữa là cái lớp hồi dầu, thì khi mà cái vữa nó co ngót, vì vữa nó co ngót rất lớn nên là nó sẽ trượt lên cái lớp bê tông và nó sẽ nứt và nó sẽ gây đến bột. Đó là anh em hiểu tại sao chúng ta phải có một cái lớp hồi dầu ở giữa. Vậy thì chúng có nên vậy thì chắc chắn là phải có lớp 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 hồi dầu ở giữa rồi đúng không anh ạ? Tuy nhiên đấy là khi mà chúng ta sử dụng cái vữa mà để dành cho máy phun vữa là anh em, nó không phải như cái vữa thường của anh em hay làm ở bình thường. Thường thì khi mà chúng ta trát, đặc biệt trát ngoài, thì các bác thợ rất hay sử dụng cái vữa mà gọi là vữa nó tái tái này anh em ạ. Thì chính cái vữa tái đấy thì vì nó có vì là cái vữa tái đấy nó có cái độ co ngót rất lớn anh em ạ. Và thường vữa của chúng ta nó không giữ được nước cao và nó có cái độ co ngót, đặc biệt khi mà trời nắng nắng ấy, nó co ngót rất nhanh. Dẫn đến là cái tình trạng là khi trát bê tông là nó rất dễ bột và nứt. Đó. Ngược lại thì cái vữa mà vữa dành cho máy phun vữa ấy, là nó có cái chất phụ gia dành riêng cho vữa và nó giữ nước cho vữa, nó làm cho vữa không bị mất nước. Đấy, dẫn tới là cái độ co ngót của vữa nó rất từ từ, nó không nhanh, nó không đột ngột như là cái vữa thường của chúng ta. Thứ hai nữa là cái độ bám dính của cái vữa có phụ gia đấy nó rất là tốt, nó bám cực kỳ tốt luôn, nó còn tốt hơn là cái lớp hồi dầu mà anh em bôi trước khi mà trát bê tông đấy. Và thứ ba nữa là cái lực của máy khi mà chúng ta phun lên, nó bắn lên đấy, nó bắn lên thì là nó độ bám dính nó rất là tốt. Chứ bình thường mà anh em trát thủ công thì đương nhiên phải om vữa lên tường, thì cái lực lực ép của tay không thể nào bằng lực của máy được đó. Vì thế nên là thực thực sự thì khi mà chúng ta làm nhà tư ấy, nhà tư nhà dân ấy, đặc biệt công trình tư ấy, mà phun vữa vào cái lớp bê tông, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải cần một lớp hồi dầu trước khi trát đấy. Tại sao tôi lại nói nhà tư đấy? Thường thì các công trình nhà tư nhà dân mác bê tông nó thường là mác 250 đổ về, 250 300 đổ về đó. Tại sao lại liên quan đến mác bê tông ở đây anh em ạ? Nếu mác bê tông 250 đến 300 đổ về là cái mác bê tông nó vừa phải, nó vẫn có cái độ độ thẩm thấu hút nước của cái vữa, nó tăng cái độ bám dính cho cái vữa đó. Còn cái mác bê tông mà từ 400 trở lên ấy thì thường là mác cao, thì khi mà bê tông nó đã đạt cái cường độ sau 28 ngày ấy, thì là nó rất là cái mác 400 nó rất là cao, cái mật độ cái độ chắc, cái độ mịn, cái độ thẩm thấu của bê tông khi mà hút nước ấy thì nó rất nhỏ đó. Nên chính vì thế nên là khi mà chúng ta trát cái vữa lên cái lớp bê tông mác cao 400 lên ấy, thì chúng ta nên có một cái lớp tạo ở giữa để tạo cái độ bám dính. Tốt nhất là nên dùng keo anh em ạ, dùng hồi dầu là vẫn đang rất là nguy hiểm,
dùng hồi dầu mà mác 400 đấy vẫn rất là nguy hiểm, vì cái độ bột của tường nó không xảy ra ngay mà nó xảy ra theo thời gian, có thể một tháng không bị nhưng mà có thể 5-7 tháng nó sẽ bị. Đó, đó là cái kinh nghiệm tôi đã trải qua công trường anh em ạ. Còn khi mà chúng ta sử dụng cái mác 250 đổ về ấy, thì chúng ta khá là yên tâm vì là nó còn có cái độ thẩm thấu, độ hút, và nên là nó dẫn đến là cái độ bám với cái vữa phun ấy thì nó rất là tốt. Đó là nó còn phụ thuộc đến cả mác anh em nhé. Và thứ ba nữa đấy, thứ ba nữa đó là chính ở cái bề mặt. Đương nhiên rồi, cái bề mặt mà khi anh em mà đặc biệt là trần, khi anh em mà trát trần ấy thì đặc biệt là cái bề mặt không được nhẵn đấy. Nếu như anh em làm đổ bê tông mà rất là đẹp, nếu mà chúng ta xác định khi mà chúng ta trát trần ấy hoặc là trát bê tông ấy, thì cái lớp bê tông đó mình phải làm một cái điểm phải tạo nhám đấy, tạo nhám hoặc là làm một cái gì đấy để cho nó, hoặc có một cái lớp keo để cho nó bám chắc. Chứ còn khi mà nếu mà bề mặt mà nhẵn quá ấy, thì cái độ bám dính nó rất là yếu và nó rất dễ bị bộp đấy, rất dễ bị bộp. Nên tại sao là chuyện liên quan đến nhà tư, thường thì khi mà anh em sử dụng ván phủ phim ấy, ván phủ phim thì dù cái bề mặt nó rất là nhẵn nhưng tuy nhiên thì các công trình nhà tư thì thường người ta còn rải thêm một cái lớp bạc nữa đấy, nên khi mà xong đổ xong tháo cốt pha ra thì cái lớp bạc đó nó tạo ra cái bề mặt nó gồ ghề, nó sần sùi, thì đó thì nó lại tăng cái độ bám dính lên đấy, chứ không được để cho cái bề mặt của nó bóng nhẵn đi đó. Thì nếu như mà đối với nhà tư mà mác 250 trở lên mà có bề mặt nhẵn, có bề mặt nó sần sùi thì rất là tốt, và không cần khi sử dụng máy phun vữa là không cần phải có hồi dầu đấy. Tóm lại với anh em, để mà trát không cần hồi dầu trước khi mà trát cái lớp bê tông thì thứ nhất là mác bê tông phải 250 đổ về đấy chứ? Và thứ hai là bề mặt của nó là phải không được láng bóng, láng mịn đấy chứ? Thì là như thế là chúng ta có thể là trát không cần hồi dầu. Thứ ba nữa đó là vữa phải là vữa phun anh em nhé, vữa phun máy mà vữa có phụ da giữ nước anh em nhé, chứ không phải là vữa thường nhé. Vữa thường có ngót rất lớn. Đó chính là ba cái để đảm bảo cái yếu tố không cần phải bôi hồi dầu trước khi trát. Chính vì thế nên là máy phun vữa là nó đảm bảo ba cái yếu tố đấy, nên không cần phải nhất thiết phải bôi hồi dầu trước khi trát. Hôm nay tôi muốn giải đáp cái thắc mắc này cho anh em, vì rất nhiều anh em thắc mắc từ lâu tới giờ nhưng chưa có một video chính thức nào nói về vấn đề này. Để mà nếu anh em mà thấy cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ mà nó có ích và nó thú vị thì anh em đừng quên đăng ký kênh và luôn luôn theo dõi kênh của chúng tôi. Tôi sẽ gửi đến cho anh em những cái video khác chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế nhất trên công trường. Xin cảm ơn tất cả anh em.